nội bộ có mấy chục đứa mà xử không xong thì làm sao làm chuyện lớn được, cũng là bị sốc á, tự ái á. Nhưng mà mấy con cũng là điều là mới bập bẹ biết tu thôi mà, đứa nào đứa nấy cũng giống như chập chững thôi. Nhưng mà thầy đã coi cốt hết rồi, đứa nào cũng trên thiên chân á. À, khi thầy nhảy dù xuống đây á, mấy con á đùng 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 nhảy theo. Há thiệt. Con nghe sư phụ giúp, sư phụ dưới thế gian y chang vậy luôn á, nhảy theo mà nhảy như tắm sông vậy đó. À, nhảy xuống ngang đứa thì bị ngợp nước, đứa thì không có cái phao để bơi. Trời, cũng may đầu thai làm người Việt Nam rồi gặp. Còn lỡ như mấy con đầu thai làm người Mễ thì sao gặp? Nó khác cái phong tục rồi, khó lắm. Mà có chuyện đó không sư? Có. Thiệt mà. Chứ hồi nãy giờ nói đâu nói giỡn. Không, chứ con nói là rủi vô có người Mễ, có người lỡ để Mễ không hành toàn là xuống. Cái đó là do các con nữa, giàu cho có Phật hay là tất cả các Bồ Tát mà hạ phàm đầu phải mang thân người mới có lịch sử của con người. Sư phụ ngồi đây là sau này nhân loại sẽ coi lịch sử, lúc có người như Phật Thích Ca có lịch sử, Chúa Giêsu có lịch sử, ông Mohammed có lịch sử, lập ra những cái đạo. Còn những vị không có lịch sử của con người, nhân gian không có bay theo đó, không có căn bản theo đó thì nó không thành lớn đạo. Cũng như bên Tịnh Độ Tông có Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là có thật, trong quả vui sư phụ có tiếp chuyện, nhưng mà cũng là do Phật Thích Ca nói về Phật A Di Đà, chứ Phật A Di Đà không có mang thân người. Cho nên nó có một số nó bôi bác, nó cái đó là truyền thuyết. Bên Nam Tông người ta đâu có tin đâu, đúng không? Thì sư phụ xuống đã trần lập đạo mà phải mang thân người thì mình mới tính theo cái đó, nó gọi là lịch sử của trái đất. Cũng giống như trong kinh Phổ Môn, muốn độ con chó thì Phật cũng phải thành con chó, muốn độ con trâu thì Phật cũng phải thành trâu mới nói tiếng trâu, mới ăn như kiểu nó. Sư phụ cũng giống như các con thôi, cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ. Có một cái khác là sư phụ không còn tham nữa, không còn tham vật chất nữa. Tiền nó tham thì cũng không phải là tham mà đủ trả lương là được rồi. Không có phải tham, có nghĩa là khi mà ở cái thế của sư phụ á, có thể làm hại rất là nhiều người được, hoặc là ăn hiếp giờ làm, hay là bắt nhân công làm này làm kia. Sư phụ không bao giờ có chuyện đó. Tụi mày quá đáng thì không đủ duyên thì từ giả thôi. Chứ còn bảo hiểm hay lương bổng thì ở trong đó nó có cái hệ thống của nó đúng hết. Người nào vô hãng sư phụ làm thì sẽ biết. Anh đi lấy sư phụ chai nước anh đi. Hồ chỉ buồn có một cái là cơ vận, vì lòng từ bi của chư Phật Thượng Đế mà không có muốn nhân loại 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 thì cơ vận phải bị trễ để mình giảm cái sự chết chóc. Mà mấy con thấy đã nói là giảm, đúng ra cơ vận đã sổ, số phải sổ trước đây là 3-4 năm, lúc đó tuổi sư phụ còn chưa tóc bạc á. Thầy phụ là người trong những người có nhiệm vụ mà phải giờ cũng phải ngồi chờ đức thầy, tức là ngày Đại Ca Diếp xuất hiện. Ngày Đại Ca Diếp chưa xuất hiện thì tất cả nhân loại chúng ta cứ sống chập chờn mỗi ngày, sáng dậy rồi tối ngủ, rồi lo không biết ngày mai chuyện gì xảy ra, nửa đêm mình ngủ không biết bom rung tử nó có nổ bên Nga hay là nổ bên Trung Cộng hay không nữa. Cho nên mình cứ thế mà chờ. Thì cái duy nhất bây giờ là chờ ngày Đại Ca Diếp. Ngày Đại Ca Diếp chưa xuất hiện thì mình cứ thế là mình ngồi đây chơi hoài. Cứ tán ngẫu. Ngày Đại Ca Diếp về là về Việt Nam chứ đâu phải ở Cali mình hả? Cái vụ không có rõ. Nhưng mà cách đây 2 tuần ngày Đại Ca Diếp, tức là Đức Thầy á, là ngài có nói sư phụ. Tại vì mỗi lần sư phụ cứ là nhẹo nhẹo vụ này, chừng nào con về thì sư phụ nói là gần với kề.
mấy vị tiên với Phật không bao giờ cho mình chính xác cái ngày giờ đâu ạ. Bà Venga mà có tái sanh đi nữa, bà cũng chưa có bằng thời nay là sư phụ trực tiếp nói chuyện nữa, làm sao mà nhiều cái information như vậy được. Chẳng qua nhân loại á, bây giờ càng ngày càng văn minh với con người, họ không có còn biết nể trời nể Phật là gì, cho nên họ mới coi thường những lời của sư phụ nói ngày hôm nay. Chứ ngày xưa đó, một người bình thường thôi nói một cái thôi là cả nước rúng động, lưu bang chặt đầu rắm thôi là cả nước cứ nghĩ ổng là có chân mạng thiên tử là đưa ổng lên làm vua nhà Hán liền, đúng không? Ông chôn Nguyên Chương chỉ cần có hiếu với mẹ cái đi lên cái núi chôn mẹ đó, rồi cái bị trời đánh hay là cái hòm chôn cái đó là anh nói ổng là có chân mạng đưa ổng làm vua liền. Còn thời nay nó lạ lắm. Đó là cái lòng người không còn tin về tâm linh. Hồi xưa mình chưa có iPhone, chưa có Apple á, lúc mình coi phim tàu mà Thần Điêu Đại Hiệp hay anh Hùng Sa Điêu, mà phim mà cái cuốn băng vậy nè, nó ra cuồng nào và cả đống người đứng xếp hàng để mà ấy, toàn là phim copy thôi mà cũng phải chờ, nhớ không? Đâu có ai tưởng tượng nổi sẽ có một ngày có cái điện thoại. Một người mẹ mà ở bên nước Việt Nam nuôi hai đứa con du học bên Mỹ mà bằng cái điện thoại, mỗi ngày phải FaceTime nó, dạy nó nấu ăn. Ê con bỏ tiêu ít quá, ê con bỏ ớt ít quá. Cái là dạy con á, là ở Mỹ này nè, có chuyện biết mới kể đó. Rồi bữa nào FaceTime mà con mà tắt điện thoại là ở bển là với quạo rồi, một là làm chuyện bậy hay đi đâu chơi, đúng không? Nuôi con bằng cái iPhone FaceTime, thời xưa mình có tưởng tượng ra cái chuyện đó rồi. Nó cũng như thần thông rồi, mà thần thông này của ma quỷ. Bởi vì Hòa Thượng Tiên Hóa nói á, là ai mà dính, tức là sư phụ của cái xác phàm á, là Hòa Thượng Tiên Hóa Vạn Phật Thành á, là mà ai mà dính cái điện thoại với cái laptop nhiều á là gì vậy đó, loạn tâm rối tâm, là ma quỷ nó xuống nó phá thế gian vậy. Cũng giống như mình đi vô Las Vegas, mình mấy người mà bỏ tiền mà kêu lon con á, là âm thanh với màu sắc. Còn con của Phật á, hay con của cha á, Thượng Đế á, thì thích ngồi yên tĩnh gốc cây rồi nghe nói chuyện vậy, phải không? Còn mà con của quỷ là vừa lãnh tiền cái check của Biden cái là ngày mai là đổi liền, đi vô kéo máy, đổi một sen thôi, kéo lan can đổi từ sáng tới chiều, biết mình thua cũng vẫn vô. Là vì cái tâm bị loạn. Ma quỷ nó làm cho con người mình á không có biết tu. Mà nếu mà những cái tuổi già của mấy bác ở Reno hay Las Vegas á, mà đừng có làm vậy, chỉ cần không cần biết đi theo theo cha đi, hay là theo mấy thầy cũng được nữa. Tại mấy thầy giàu sao á là cũng hơn, tuy là thầy không có giỏi nhưng mà còn đỡ hơn là không có, đúng không? Thì cũng có ngày được khi mà hồn lìa khỏi xác đó, còn biết được cái chữ niệm Phật được cứu. Nói chuyện nãy giờ mệt, nghĩ mệt chút. Ôi chị này, chị con của Thượng Đế, ấy con của ông trời hay con của ông thầy? Con của Thiên Tâm. Chị đang giữ khóa tu rồi nên vô tu nha. Không có. Không có, ok. Tưởng đâu giữ khóa tu rồi nên vô, còn ngồi đây là thầy nổi sân lên là mệt luôn, tui lắm. À, vậy à, tưởng đâu đang ở chổng có khóa tu á, thì cứ vô chổng ngồi. Ok, đây mình ngồi anh em bạn bè tán gẫu. Thiên là con ông trời, còn họ Diệu, họ gì là con của ông thầy. Con của ông thầy khó tánh hơn con của ông trời.
Có con trời thoải mái lắm, ăn mặc áo thun quần cục đồ cũng được. Ngồi đứa nào có cái máy không bấm 10 5 phút đi. Phụ ngồi 5 phút để mà lấy điển lại, tại mấy con dòng nó mới hung cái mất điển. Trời, nó đây đông lắm. Ngày hôm qua ngồi bên kia nó bu cái triệu con nó hung á. Tại vì nó chuyền á, mình không có điển á, nó không có được. Mà nó bu đông quá thì cái bảy dòng hào quang á phải chống chọi á, thì nó cứ bouncing, nó cũng giống y như là cái air pressure vậy đó. Để làm cho hụ mất cái motion. Là mấy con dông bên chỗ này nó không có good để mình ngồi. Đa số là trên núi là perfect. Trên núi có mấy chư thiên đông, mấy vị mà hộ mệnh thì cũng đông nữa, nhưng mà mấy vị cũng ít hơn trên kia. Nhưng mà đứa nào biết đọc kinh, đọc chú á, đọc án A Lệ Tỳ Xá Đề cũng được, hoặc là đọc án Lam án Xí Lam, là chú của mẹ đó, án Lam án Xí Lam, hoặc là đọc Đại Bi, đọc chừng mấy cái vậy đó, để thêm protection. Cái thời nay ma quỷ á, nó lãng vảng ở dưới cái thế gian mình nhiều lắm. Mấy người nào đẹp đẹp á, mà ngồi thiền á, nó tới nó hung, nó hung lén. Xưa chắc chị Bảy ngồi thiền trong chùa bị nó hung quải vậy. Bảo đảm luôn. Ở trong này nhiều ghê luôn á. Nói về thần thông mở thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Ở bên Ấn Độ á, có những cái đạo nó có cả trăm cái loại đạo khác nhau. Cà Na giáo, rồi thờ bò, thờ chuột gì cũng có. Lý do là vì ở bên Ấn Độ á, khi mà những người mà chỉ cần ngồi thiền một thời gian á, là bắt đầu họ mở nhãn thông ra, họ thấy. Họ thấy một con bò đang đi, cái tự nhiên con bò nó xả cái nghiệp nó chết. Thiền bò nó bay về trời, thì cái họ cho cái đó là cái là về trời, cho nên họ tôn sùng con bò, cho nên bò ở bển không có được ăn, không được giết. Mà cái mà còn những cái đạo giống như họ buông hết, họ cứ ngủ ngoài rơm, thì đó sư phụ đi Ấn Độ thấy mấy người mà không có mặc đồ gì luôn, nghe 100% luôn. Rồi họ cứ ở ngoài đường dơ giấy vậy, mình coi YouTube mình thấy á, nó cũng có lý do của nó, gọi là buông bỏ đó, mà buông này buông quá đáng. À, buông hết luôn, buông không còn mảnh vải thì cũng không có, cũng được đi, nhưng mà nó khổ. Thì họ về trời, họ những người đó cũng sẽ được về trời, nhưng mà ở tầng nào thôi. Ở trên trời cũng như mình, như chúng ta vậy đó, nhiều nhiều nơi, nhiều chỗ. Mấy đứa con mà tu giỏi thành Bồ Tát, thành Phật, mấy đứa con lập ra một cái quốc gia riêng ở trên đó cũng được. Bầu trời bao la mà, đâu có phải như cái trái đất này có chút xíu mà dành đất lấn dân, dành dân lấn đất nhau đâu, dành biển rồi đâu. Nên cõi A-di-đà là có thật, ngài thành Phật, ngài lập ra cái cõi đó, rồi ngài có nguyện lực đó, rồi ai khấn về ngài thì về chảnh. Nhưng mà những cái vị mà được về cõi A Di Đà đó là những vị Bồ Tát, họ có nguyện lực xuống thế gian, họ làm xong là họ giảng sanh họ về. Còn Phật tử kiểu mình á, của thời nay đó, ở trong lòng còn rối loạn suy nghĩ đủ thứ hết, biêu bọt con cháu tài sản, mà ở trên đó khi mình tưởng ra cái gì là nó hiện ra cái đó nha. Mà lên trên đó đó mà cứ tưởng đủ thứ thì nó hiện tùm lum hết trơn, cả cái cõi đó đầy nhóc rồi là không có chỗ chứa nữa đó. Cho nên trển phải vô cái bông sen,
ở hàng tỷ năm trong cái làm cái hộp bông sen. Rồi mỗi ngày cái bông sen nở ra rồi mình đi học rồi cái vô tới vô lui cả hàng tỷ năm. Còn mình xuống đây có 100 năm mình cũng được đi về như vậy. Thì mình nghĩ 1 tỷ năm với 100 năm cái nào dễ hơn? Hôm nay mình chịu một chút xíu hơi nóng lạnh, đói, no đi, buồn, vui. Nhưng mà nếu mà mình giữ được 12 giới của trên đưa xuống là mình cũng được về luôn á, không có tái sanh nữa. Hồi xưa lúc mà còn chùa này, chùa còn sinh hoạt trong này, mấy thầy lớn, mấy hòa thượng lớn á, mà ngồi rảnh rảnh mà ngồi ở đây nè, như những lúc không có Phật tử đó là coi như là sư phụ ngồi chung mấy sư phụ hiểu nhiều lắm. Có bao nhiêu mấy ông hòa thượng nói, tại sư phụ cũng hiếu kỳ như mọi đứa phải không, hỏi chứ Phật tử với có mấy thầy trên mạng nói thấy bông sen rồi thấy giảng sanh rồi có không, nó làm gì có con, cả mấy hòa thượng lớn còn chưa được thì làm gì có. Cái mình lúc đầu mình mới hỏi, nếu mà mấy thầy mà nói không có giảng sanh, tại sao mấy thầy không lên mạng nói để cho người ta đừng có tốn thời gian này nọ. Cái gì nói ai gan lên nói một cái là bị tẩy chay liền sao, không phải dễ đâu. Đó là lời của mấy hòa thượng ngày xưa ngồi nói chuyện với phụ á. Phụ nói đây, phụ nói có thiệt á, tại phụ nói tên từ mấy ông bự thôi, phụ quen hết mấy ông bự mà. Đó là còn Phật tử ở dưới hàng dưới của mình chỉ là nghe rụp làm theo thôi. Hôm nay phụ nói sự thật, cha lớn nhất trong tất cả các Phật tạo ra cái vũ trụ mình, không phải chỉ có cái trái đất này nữa, mà ở ngoài đó có muôn trùng chúng sanh sống ở ngoài những cái thành tinh khác. Nhưng mà mỗi một cái thành tinh á, nó có một cái con người tùy theo cái không khí họ hít thở, giống như người dĩa bô họ hút cái loại không khí khác thì cơ thể của họ khác. Chỉ có cái loại người xám mà nó đang lãng vãng với mình á, là cái gì ở ngoài cái thành tinh của họ đầy rồi, họ muốn tìm một cái nơi để di dân thì họ mới đi xuống trái đất của mình, họ mới làm bạn với mình. Nhưng mà tất cả ở trên kia họ đều có cái gọi là cái truyền âm với nhau hết, họ không có nói bằng tiếng như mình, họ chỉ cần nhắm mắt truyền âm là họ có thể thông hiểu lẫn nhau, khác hơn người mình dở hơn người ta. Ngồi đông quá. UFO có phải là mấy cái đám chó chăn ở trên Long Sơn lúc mình đi lên mình thấy không, sẽ có cái gì nhỏ nhỏ hả? Cái người UFO á, cái tiếng người ta chích. UFO nó truyền âm bằng cái tâm thức thôi mà. Đa số họ không có nói ra tiếng. Nhưng mà họ cũng chết như mình nữa đó. Cách đây 5-10 năm trước, mấy chư vị của mình á nói cho thù biết là có dĩa bầu, thù mới biết, thù mới lên mạng, thù mới dám nói. Chứ thời đó những cái quốc gia Mỹ đồ còn chưa thừa nhận nữa. Ngồi nó này lên quay phim nữa. Ôi đâu ngồi nghe thôi có gì đâu nổi tiếng. Đây dù nói này khỏi phải về nhà bỏ lên tivi nói, tiện lợi rẻ tiền luôn, bỏ vô máy bấm cái một. Chạy nắng ha, mấy đệ tử chạy nắng quá, đi dĩ qua bên đây. Ngay khúc giữa nè, không có nắng hả bà ngồi.
Phụ nói mênh mông quá, mấy con muốn hiểu gì hỏi đó. Ai muốn hiểu gì hỏi đó. Sư phụ ơi, hồi nãy sư phụ nói là UFO 16 gì xuống đây rồi, có bao giờ họ chiếm cái trái đất này không sư phụ? Họ không có được làm như vậy. Tại vì cái người gọi là vua của cái hành tinh UFO á, họ không có nhiều tổng thống như mình nha. Họ chỉ có một ông vua thôi, cai quản 22 tỷ người bên đó. Mà một lời nói của một vị đó đó là tất cả họ nghe theo. Còn chúng ta đó, mỗi quốc gia, rồi 5-6 màu da, màu đen nè, màu vàng nữa không, màu trắng, rồi tướng Á Châu thì mũi tè, mũi dày với không mắt một mí rồi, đại khái là người Miên là da khác, Phi Châu da khác, Mễ khác, rồi qua tới Đức cũng khác, Anh cũng khác, đại khái Pháp nhìn khác. Thì con người của mình là quá sức nhiều phân biệt. Còn của người ta không có. Một cái vị vua đó, đó họ có thần thông, họ nghe lời của cha, cũng là con của Thượng Đế thôi, Tam Thiên Đại Thiên, cũng họ cũng học Phật. Thì một người đã nói xuống trái đất bảo vệ cái thằng em út khó trị của mày dưới này, cứ bảo quản nó, nếu không là biết bao nhiêu asteroid nó đụng vô trái đất mình chết làm sao, mình không có giữ ô mình chết á. Là họ cũng thừa lệnh của cha để mà coi chừng mình. Chứ giờ con cứ tưởng tượng 200 nguyên thủ quốc gia hiện giờ, cả Putin á, muốn bấm nút lắm. Tại cái tự ái ổng bây giờ là giống như người, chỉ có năm thứ mà Phật nói á, người lì á, đừng đụng với người đó, với người liều á, là hiện giờ nó đang bị liều. Mà nó mà gan mà dám bấm là UFO xỉa một cái laser xuống, ánh sáng xuống là xong. Có một lần ở trên mấy chị dị nói với thù á, là nếu mà quá đáng á, là ở trên sẽ cho cái ngũ hành này đứng lại, là tất cả không còn gì mà kích động hết, nó sẽ bóng tối 7 ngày 7 đêm đó. Cho nên sư phụ thường kêu mọi người chuẩn bị đoạn trong nhà mình là nó vậy đó. Nếu mà trái đất này mà khó trị quá thì tất cả những tên lửa nuclear war, nuclear bomb hay là vũ khí lợi hại kiểu nào không biết nha, cũng không có activate hết trơn, không có nổ hết trơn. Nên dưới vô là cũng một phần để mà làm cho cái trái đất này trở lại cái thời hòa bình. Bởi vì phụ thường nói không cần biết hiện giờ chi tiết nó diễn biến làm sao, nhưng mà cuối cùng của cái đường hầm này là mình sẽ có một vị giáo chủ Phật Di Lạc ra đời, và trái đất này sẽ không có còn những cái ác, và sẽ không có còn những cái gọi là bất công nữa. Và ai trong con người của mình á, mỗi một người từ ở tầng trời 30 xuống đầu thai cũng mang thân người 150 pound. Một người ở cõi địa ngục lên cũng đẹp trai hơn luôn á, mặc áo vest còn đã hơn nữa, cũng 150 pound. Người ở cõi Atula cũng xuống đây 150 pound, cũng mang thân người. Nhưng mà sư phụ muốn cho mấy con hiểu cái thần hồn lại là khác, đúng không? Cái thần hồn của mình là cái trí tuệ, là cái a lại gia thức, nó là từ đâu? Cũng y như cái điện thoại của mình, điện thoại con memory con chụp hình gì vô đây. Có những người mà mấy đứa nhỏ thì nó là game đồ trong này, nhưng mà có những thằng mà gọi là dân chơi thì nó có những cái video, những cái hình dân chơi. Cho nên mỗi cái điện thoại của chúng ta đều khác nhau. Thì cái lại gia thức nó cũng như con sim này vậy đó. Nhưng mà khi mà mang cái uniform thân tứ đại này, đất nước gió lửa đó, ai cũng như ai à, ai ngày cũng hai bữa cơm. Nhưng mà cái lòng tham với cái lòng sân với si, ai nhượng ai mới quan trọng. Cái đó đâu phải dễ làm, đâu phải một đời làm được. Bởi vì con, tại sao con nhìn thấy những đại gia giàu cực kỳ, trong băng có mấy tỷ, nhưng mà kêu họ lấy ra 50 ngàn để giúp một người anh em ruột, hay là một người cousin, hay là một người bà con bạn gì gì đi, dễ gì họ chịu làm. Đó là máu huyết của họ. Cái đó không phải là do cái đồng tiền họ có nhiều hay ít, mà do cái tánh nữa đó. Đừng có tưởng mấy người giàu là rộng rãi nha con, không có vụ đó.
Sư phụ từ nhỏ đó, lúc mà bảy nhà mà nghèo á, là sư phụ biết nhường cơm cho gia đình ăn, chứ bây giờ sư phụ ăn cơm chung với bà má. Tại vì mỗi lần mà dọn cơm ra là sư phụ bẽn lẽn đi ra sau vườn hái chuối hái ổi ăn, tại nó không có đủ, mười mấy người mà. Hỏi đi, tụi nó giờ sống vòng vòng đây nên sư phụ bà lãnh qua hết rồi đó, có không? Cái đó là do cái tánh của mình từ nhỏ. Ở trên trời, người ở tầng cao á, người ta mang cái trí tuệ xuống. Cái trí tuệ nó sẽ đi với mình vĩnh cửu, từ đời này qua đời khác. Rồi nó học những cái khó khăn của mỗi một đời, rồi nó cộng cộng vô. Thì nó giống như cái memory vậy, expand bự ra. Còn nếu mà mình không học, mình cứ học những cái xấu, thì cái memory xấu nó cũng dẫn đi vô. Thì memory xấu nó sẽ thành một con người thấp hèn hơn. Thí dụ như thằng ham sắc, thì kiếp sau á nó sẽ đầu thai về cái dạng đó. Thằng ham vui về ăn nhậu, nó sẽ đầu thai vào một cái gia đình có cái đó, nó đi theo cái lại gia thức. Còn hôm nay mình học về trời thì mình mang cái đó đi theo, cái kiến thức này đi theo. Nhưng nếu mà mình một đời này mình không về trời với cha mẹ, nhưng mà ít nhiều á mình cũng có căn bản là bảo đảm lần sau là mình đi luôn. Bởi vì lúc mà mấy vị nói cái núi Thiên Long Sơn, cái cầu thang đi lên mà ai mang họ thiên đời này đó là sẽ được đi đậu hết là vậy đó. Ít nhiều á, hôm nay hụ giao duyên với đống người, rất là đông người, thì hụ đi á là hụ còn làm việc còn dữ hơn nữa. Lúc đó là bay là đà, đứa nào kêu là bay tới. Hiện bây giờ đã là như vậy rồi. Ban đêm hụ ngủ là chiếc thân làm việc tùm lum chỗ à. Lấy cái đó để xích vô để hồi nó nóng nó hết pin á. Để cái này để ngay chỗ ghế còn để trước mặt con đi, nó cũng nghe nó gần gần. Dạ, cho câu hỏi là Nam Mô Dương Phú Quý Di Lạc Phật Dương Phú Quý Phật, cái đó có phải là khi mà Phật Di Lạc ra đời là làm cho tất cả mọi người được giàu có không sư phụ? Dương Phú Quý nghĩa là sao hả sư phụ? Câu này cách đây năm 2015, lúc đó Phật Di Lạc hiện trước mặt sư phụ và cho cái câu đó rồi hữu ghi xuống, rồi thành cái câu để khấn ngài trong cái thời này. Thì sư phụ cũng chưa có giải được câu này, nhưng mà chỉ theo cái góc cạnh của sư phụ thôi. Tại ở ngoài này kia nó có những vị Bồ Tát lớn, họ cũng hiểu cái này. Thì là ở vào cái thời vàng kim đó, con người của mình không có khổ như thời nay nữa. Chứ nghĩa là khi Phật Di Lạc ra đời, chúng ta không có ai mà khổ như bây giờ mà cứ lo công ăn việc làm mà quên đi tâm linh. Tiền không biết đâu có nha, có thể là chắc 6 triệu người mang vô để mà làm cho gia đình mình ở bên Việt Nam á khá giả hơn, thì có phải là nhẹ gánh của mình ở Mỹ không? Đó là cũng là tốt. Nếu mà tất cả di mạch mà vô Việt Nam thì là mình đâu cần phải gửi tiền về nuôi gia đình nữa, là cái phần đó cũng lớn. Hoặc là như trong Sấm Cơ nói là ở dưới núi Cấm có những cái mỏ vàng mỏ ngọc mà của chư vị đã để dành sẵn cho mình, khi mà sau này minh vương của nước Việt xuất hiện thì ngài là người sẽ mở ra để mà lo cho dân, thì cũng là một cách làm giàu. Cũng giống như nước Úc, họ có mười mấy 20 triệu dân, nhưng mà dân họ về bảo hiểm này nọ cũng lo đầy đủ là vì có nhiều cái khoáng sản. Cũng như nước Nga nó giàu là vì nó có cái ống ga rồi dầu hỏa, đúng không?
Nước Mỹ nó giàu là do tất cả những trí tuệ trên thế giới gom lại Mỹ. Elon đâu phải người Mỹ, thằng Facebook, thằng Zuckerberg đâu phải người Mỹ, do Thái đúng không? Là vì hiệp chủng quốc. Cái nước Mỹ không phải là nước Mỹ, nước Mỹ là của mọi da đỏ. Nếu nước Việt mình á, mà biết đưa một người giàu như Elon, mà người Việt mình 6 triệu người, trong đó sư phụ bảo đảm là có trên vài trăm nghìn người rất là siêu trí tuệ, còn ngầu hơn Elon nữa. Nó chế ra Tesla, chế ra SpaceX. Thì vô nước Việt mình mỗi một người làm một thứ thôi, con tưởng tượng như thế nào. Nước Mỹ đâu phải là người Mỹ, là tự vì nó có cái hệ thống rất là vững chắc, cho nên người ta gom về đây người ta sống thì tài sản nó gom lại thôi. Còn nước Việt mình mà mở cổng ra 6 triệu người, con nghĩ nó ghê hồn đến độ nào. Người nào cũng có tài sản, người nào cũng có trí thức, người nào cũng có thể mà chế này chế kia hết. Cũng giống như nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh gì đó. Rồi ở gì nữa ta, nhưng mình có ông tướng Việt Việt gì nữa đó, thiếu gì, trời ơi, nhân tài đầy hết, chẳng qua là mình không có chưng dụng. Chắc trong đó cũng có một số mấy con đang ngồi đấy vậy. Mà sư phụ thấy mình giỏi nhất là gì trên thế giới hiện giờ không biết không? Đố mấy con đó, giỏi nhất. Hả? No. Trên thế giới hiện giờ, bữa hổm sư phụ thấy đứa nào vũa anh em mà có chữ đây nữa con thấy không? Đây đây đứa này. Giỏi nhất là design cái móng tay. Tại trên thế giới. À, bữa hổm vẽ gì trên đó, sư phụ thấy cũng làm mỹ, kỹ thuật cũng ngầu lắm á. Ừ. Đó, phải dễ làm đâu, cũng là một cái năng khiếu. Ý sư phụ muốn nói, thí dụ đây là ở cái môi trường mình như vậy mà mình đã phát triển siêu như vậy rồi, không cần biết cái nghề nó là thấp hay nghề cao, nhưng mà ăn thua là mình ở trên khán đài bơi lớn, mình đánh ping pong hay là mình đánh tennis hay là mình chơi football thôi, thì người Việt mình đều là vượt bậc hết. Ý là thuộc nó cái chỗ đó, hiểu chưa? Là cái trí tuệ của người Việt siêu như vậy đó. Thì 6 triệu người làm sao mà không đưa nước Việt nhỏ xíu có 100 triệu người lên vượt không gian được. Nó mà vũ móng tay rồi là cũng siêu rồi. Trên thế giới ai vũ móng tay giỏi hơn người Việt nè, đúng không? Bây giờ thí dụ thả vô để chế phi thuyền thì lúc đó không có nước nào mà chế giỏi hơn nước Việt luôn. Giờ chế di mạch đi, nếu mà nước Việt mà đoàn kết 6 triệu người, bảo đảm là Intel hay là TSMC chế không lại luôn. Thôi nói chúng không? Tại vì là con rồng cháu tiên vậy đó. Cái trí tuệ của mình là từ vua thần nông là ở trên cõi thiên xuống. Mỗi một sắc văn nó đầu thai đi từ một cái nguồn gốc của nó. Mình là người cõi trời xuống. Mà người Tàu là người Hoa Hạ đó, họ cứ lấn ép con của Thượng Đế, rồi họ cứ giành đất từ sông Hoàng Hà giành xuống tới cái hình chữ S cái chút xíu bây giờ. Nhưng mà lúc nào cũng quật cường, không bao giờ chịu thua hết. Chẳng qua mình không có cơ hội để mình phát triển. Và đồng thời những cái gì hay của từ thời đó đó, họ sẽ lấy làm lịch sử của họ. Chứ cái người Hoa Hạ là họ ở trên núi, họ làm gì có cái Tết. Mà tại sao trên thế giới nói là Chinese New Year, Tết Tàu, cái đó là Tết Việt. Nhưng mà khi lịch sử họ muốn giết, họ giết gì họ cũng giết hết trơn á. Cái gì hay là họ dành của họ. Quý vị có nghiên cứu như vậy không? Hồi xưa sư phụ không bàn mấy cái này nha. Ở trên trời á, mấy vị mới nhắc sư phụ à, mấy cái này nó là dày dày à, Quảng Đông, Quảng Châu là người Việt, Âu Việt, Lạc Việt. Sau này á, con phải gán để mà cho anh em đoàn kết. Đó là lời của Phật mẫu nói á. Cho nên năm 2018 sư phụ dâng cái sớ về trời để mà xin cho cái trái đất mình đừng có bị chiến tranh nguyên tử đó. Là sư phụ có đọc trong cái sớ đó đó. Từ đầu cho tới hôm nay sư phụ chỉ có 2 lần dâng sớ về trời để mà cầu khấn thôi. Đó là hồi mấy tháng trước là Ukraine sắp sửa bị thất thủ. Và một lần
lúc mà sư phụ biết được là con Covid với cái trái bom nguyên tử nó sẽ nổ, là hai lần sư phụ sa dân sớ về trời là được chư Phật với cha giảm cho cái trái đất này. Còn lần thứ ba thì không biết nó sẽ ở đâu á.